Xin chào và chúng ta lại gặp nhau ở tập tiếp theo của series Vận động viên nói gì. Và ngày hôm nay các cua rơ của chúng ta đã thi đấu vô cùng nỗ lực để có thể vượt qua một chặng đường không quá dài là 100 km. Thế nhưng có đến 3 cái đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Thì đây cũng là một cái thử thách rất là nan giải dành cho các vận động viên của chúng ta. Và không biết các cua rơ sẽ nghĩ như thế nào thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé. Đây là Kha của Dobagang Đồng Tháp đúng không? Là một cura cũng khá là trẻ. Và em có thể chia sẻ là đây là lần thứ bao nhiêu em tham gia ở cúp truyền hình? Dạ, lần thứ ba. Thứ ba hả? Và vậy thì chắc chắn là ngày hôm nay nó sẽ có rất là nhiều những cái kỷ niệm ùa về khi mà mình đã ba lần đi qua cái cung đường này rồi đúng không? Dạ. Thì em thấy như thế nào? Thấy mệt. Nhưng mà qua mỗi năm nó có khác nhau hay không? Mỗi năm đi lên lớp trên một xíu chút. Dạ. Chia sẻ nhiều hơn về cái cảm nhận của mình khi mà mình trải qua rất là 3 năm đồng hành cùng cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đi. Dạ, 3 năm thì hỗ trợ đồng đội với mệt quá. Mệt quá rồi. Vậy bây giờ chị hỏi một câu cái là nếu như mà so mình với lại 3 năm trước thì chắc chắn nó sẽ có sự thay đổi rất là nhiều đúng không? Khác hơn. Khác hơn. Dạ. Khác hơn về những cái điểm gì em? Kéo nhiều hơn, mạnh hơn xíu, đỡ mất mạng hơn. Vậy là giống như kiểu cũng có càng ngày nó càng cải thiện nhiều hơn về mặt năng lực đúng không? Đây là Tăng Quý Trọng của Lộc Trời An Giang. Tăng Quý Trọng cũng là một cua rơ dạo gần đây khá là hot ở trên cộng đồng mạng đúng không ta? Dạ. Những cái chặng vừa qua em đánh giá là cái khả năng thi đấu của mình nó như thế nào? Dạ, mấy khả năng thi đấu cũng ổn định. Mình mặc áo trắng cũng được vài trận thì cái cảm xúc lúc đó như thế nào? Dạ, cảm xúc vui, rất là vui. Thấy mình cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà sau đó thì mình đã bị xé áo trắng thì có cảm thấy một chút tiếc nuối hay không? Dạ, cảm thấy cũng tiếc nuối nhưng mà chứ mình tự tin nên mình cố gắng thêm nữa. Giành lại áo trắng rồi đúng không? Đúng rồi, dạ. Vậy là em tham gia cùng với cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu lần rồi? Dạ, 2 lần. Bên cạnh vậy là 2 lần thì lần này cái cảm giác nó có khác gì với lần đầu tiên hay không? Cảm giác là quen thuộc hơn. Mình tự tin hơn. Dạ, tự tin hơn. Và đây cũng có vẻ như là năm đầu tiên em mặc áo trắng. Dạ đúng rồi. Có vẻ như năm thứ hai cũng khá là mở đầu suôn sẻ đấy. Hy vọng là chúng khi mà kết thúc cúp truyền hình năm nay thì em sẽ giành lại áo trắng nha. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc mừng nha. Thi đấu thành công. Anh Sơn, hồi nãy trên đèo là bị té đúng không? Có anh giỡn chơi vậy mà. nhưng mà em thấy là cái chặng đầu tiên mình cũng bị dính cái bánh xe. Xong cái lần này leo đèo, trong kinh phúc, nó xích xoát rồi, mình lại dính cái bánh xe nữa. Thì em thấy cái giải này, số quăng thôi nó hơi đỏ quá. Hơi đỏ đúng không ta? Và em nhớ là cũng có một năm nào anh cũng bị chính ở cái chỗ đó và cũng bị về bánh xe. Đúng rồi, năm 2013, anh bị xuất sơn như chỗ đó. Trời ơi, chà. Và hồi nãy thì em cảm thấy là cái... Đúng rồi. Không, em có theo dõi mà lúc đó em còn comment ở phía bên dưới phần livestream nữa. Là trời ơi, sao như bình tưởng là khi mà bị hư cái bánh xe như vậy á, là thôi, toang rồi. Sáng nay nhìn mình gặp nhau một chút mà sao mình không thấy cái sự may mắn nó lắm. Đã chuẩn bị vũ trụ chiếu xuống một xíu rồi. Cái tự nhiên lấy mất đúng không ạ? Thì trong cái xui có cái hên mà em. Thì hôm nay vẫn còn hên. Nó chưa ảnh hưởng đến sức khỏe mà. Và có thể thấy là sau đó anh còn đi tiếp và còn lọt vào top 4 lúc đầu để có thể bứt top đi đúng không ạ? Vâng. Lúc đó là cũng phải nỗ lực lắm. Đúng rồi, thật sự lúc đó là chỉ muốn cố gắng bắt vào hai vận viên nước ngoài thôi. Có thể thấy được một cái sự là cố gắng hết mình và một cái sự truyền động lực cho tất cả các cua rơ còn lại. Vâng, đúng rồi. 10 năm. 10 năm. 10 năm.
sau cái lần mà mình mặc áo chấm đỏ, và khi mà 10 năm quay lại vẫn có một cái phong độ ổn định như vậy thì đó là một điều rất là đáng mừng. Thì ngày hôm nay anh cố gắng như vậy cũng gọi là khá là vui. Thì từ đây vào tới Sài Gòn còn những trận đều, anh sẽ cố gắng hết sức cho những trận kế tiếp. Đúng vậy, anh hãy cố gắng hết sức đi để cho em thấy được cái sự may mắn của em nào. Rồi, cảm ơn em. Dạ rồi, cảm ơn anh nhiều. Hồi nãy mình leo đèo cũng khá là ok ở cái chặng bước tường đúng không ạ? Không, tại vì Phương bị ốm hai ngày rồi nên là không ok lắm. Hồi nãy cũng đi vô được một chút, cũng lên được một chút ở hàng ủa, nhưng mà sao bệnh? Hôm nay anh Phương bảo là có vấn đề về sức khỏe. Vì ở ngoài Hà Nội là thời gian vừa rồi là trời nó lạnh và mưa. Bắt đầu đua từ trên Cao Bằng cũng là lạnh, sau rồi đua dần về đây thời tiết nó tự nhiên nó nắng, nhiệt độ nó cao lên. Nên là mình không quen. Nên là hơi bị sốc nhiệt. Vậy thì làm thế nào để mình lấy lại cái phong độ về sức khỏe? Thì mình cứ ăn uống kỹ và bồi bổ thêm những cái thực phẩm chức năng nữa là được, và tự nhiên là mình khỏe lên thôi. Thôi chúc cho anh sẽ có thật là nhiều sức khỏe để chinh chiến tiếp những trận tiếp theo, tại vì trời rất là nắng mọi người ơi, rất là nắng luôn. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đến phỏng vấn một cô rơ cũng khá đẹp trai của Lộc Trời An Giang. Hôm nay thi đấu bạn thấy như thế nào? Dạ hôm nay thi đấu thấy khá là mệt. Năm nay là năm bao nhiêu bạn đồng hành cùng với lại cấp truyền hình? Năm nay là năm thứ hai đưa cấp truyền hình. Có một cái trải nghiệm khác so với lần đầu. Dạ. Yeah. Hôm nay đô thấy tự tin hơn năm trước. Và có một cái kỷ niệm gì đặc biệt hay không trong vòng 2 năm vừa qua khi đồng hành cùng cấp truyền hình? Thì cũng có nhiều lắm, vui cũng có mà buồn cũng có. Ví dụ như buồn đi. Buồn đội cũng không được nhiều thành tích nữa trong mấy năm nay, 2 năm nay đội không có thành tích cao. Còn vui thì sao? Vui thì được đua đồng hành cùng với anh em. Nhưng mà như mình nghĩ là cái cuộc chơi nào nó cũng sẽ có lúc lên lúc xuống. Bây giờ chưa lên thì biết đâu ngày mai ngày mốt gì sẽ lên. Và hôm nay như mình cũng thấy được là cái sự cố gắng của An Giang rất là nhiều, của ekip An Giang khi mà đã đưa các anh em lên để có thể tìm ra những cái nước đột phá. Yeah. Thì hy vọng là trong những trận tiếp theo thì An Giang sẽ thi đấu thành công và đặc biệt là chắc chắn. Dạ. Chánh đẹp trai quá nè mọi người. Không biết là có fan girl nào đang theo dõi hay không, là thấy cô Rơ Chánh là cũng có tiềm năng trở thành hot boy của cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nha. Cảm ơn. Chúc thi đấu thành công những trận tiếp theo. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đến với một cô Rơ của 620 cho tới Vĩnh Long, và đây cũng là một danh hài. Mệt lắm rồi. Sao không gặp nữa? Mệt quá. Anh não rồi. Anh não. Nãy chạy qua cái một chặng đường cũng không quá là dài, chỉ là 100 km thôi, nhưng mà có 3 cái đèo để chinh phục thì chắc chắn là sẽ mệt rồi. Bên cạnh đó còn gì không anh? Mệt mà vui. Thì hôm nay thi đấu 3 cái đèo đường cũng tương đối là nặng, nhưng mà các vận động viên tập thể đội 620 Châu Thới nói chung là cũng quyết tâm cố gắng chạy cho đạt được một cái kết quả tốt nhất trong cái trận ngày hôm nay. Bình thường em thấy anh vui vẻ lắm mà sao hôm nay sao ba cái đèo nó hành anh quá, anh hỏi bây giờ. Hành quá, thấy vậy chứ cũng vui em ơi. Vui à, vui. Cứ nói câu gì đó, chào mọi người cho vui nha. Mệt lắm rồi, thiệt sự là cái nắng ở Huế mà đi Đà Nẵng là quẩy. Nắng. Lớn luôn đúng không anh? Hôm nay nắng gắt. Thôi, chúc anh thi đấu những trận tiếp theo thật tốt nha. Nhờ. À, nhìn nãy giờ nhìn xuống dưới này không thấy. Hồi nãy như mình có theo dõi livestream á thì thực sự ra là đã thấy một cái sự nỗ lực vô cùng lớn ở Bảo Anh, đó là bứt tốp để có thể tách xa đoàn, và có một cái nhen nhóm ý định là như mình nghĩ là Bảo Anh sẽ về nhất trận này. Thì lúc đó cảm nghĩ của Nhân Bảo Anh như thế nào khi mà ở trên đường đua? Em tranh thủ các anh lớn kèm nhau thì em đã bứt phá. Hôm nay em cũng rất là
cố gắng cho trận hôm nay. Tại vì hôm nay có ba cái đèo để chinh phục, thì em muốn làm một cái gì đó để để là đánh dấu cột mốc đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà mình cảm thấy là mình mệt quá xong rồi cũng có lúc mà mình cảm thấy bỏ cuộc đúng không? Dạ cũng có lúc quá bỏ cuộc, nhưng mà gần về đích rồi, không phải đạp thôi. Phải đạp hả? Dạ. Vậy lúc... cái lúc mà bị bắt lại bởi những người anh em lành mạnh kia thì sao? Thì lúc đó em cũng bất lực luôn, tại vì em đã cố gắng hết mình rồi. Dạ. Nhưng mà lúc cuối á, như mình có để ý phần livestream khi mà tất cả các pro về đến đích á, thì có một cái hình ảnh rất là cảm động của Bảo Anh, đó là khi Bảo Anh về đến đích ở đây cảm thấy rất là mệt nhưng mà vẫn nở một nụ cười, tuy là mình không về nhất chặng như cái đúng cái mục đích ban đầu khi mà mình cố gắng bắt tóc. Dạ đó là cũng một phần cố gắng của em nên em rất vui, không về đích được nhưng mà cũng đã chiến thắng được cái ý chí của mình. Và có thể thấy là 620 cho Hới Vĩnh Long dạo gần đây đã thi đấu vô cùng quyết liệt và có được rất là nhiều những đợt tấn công trên đường đua đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy quyết tâm của anh em là gì vậy? Để làm một dấu ấn trong cấp truyền hình 2021. Rồi, dấu ấn rồi đó, chưa gì là mới 12 chặng là đã thấy có những dấu ấn bất diệt rồi đó nha. Dạ. Họ cố gắng, anh em cố gắng thi đấu để có thể giành được những thành tích tốt nhất. Nói với Như Bình là lần trước Tuấn Kiệt né Như Bình nên là hơi xui một chút. Bây giờ là muốn phỏng vấn lại để lấy lại được cái năng lượng tích cực, lấy lại niềm tin. Thì mấy lần trước thì Như Bình phỏng vấn rất là may mắn, nhưng hôm bữa né Như Bình cái thì cái sao quá tạ nó tới giờ luôn. Bây giờ phải năn nỉ Như Bình để được phỏng vấn lại, và cái gì của Như Bình ở trên tín hiệu vũ trụ chiếu xuống. Nói đùa đó chứ, nhưng mà ngày mai sẽ là một cái chặng đường trường đúng không nào? Cũng 90 km đúng không? Đúng, mai chặng đường trường thì cũng ngắn và đường thì cũng đẹp và nó được thoáng hơn nữa. Nên cũng có được tự tin và nhất là được Như Bình phỏng vấn. Vậy là ngày mai mình phải chơi hết mình, cháy để không có bị uổng phí cái nguồn năng lượng tích cực từ vũ trụ chiếu xuống nha. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn. Chúc cho Tuấn Kiệt ngày mai sẽ đi hấu thật là thành công và về đích an toàn. Đặc biệt là có thể nháy một phát tới đích luôn. Ok. Yeah. Chúc cho Tuấn Kiệt thành công nha. Mọi người chờ đợi ở trong Tuấn Kiệt nha. Trời ơi, hai tay đua của chúng ta, những người may mắn nhất hai hôm nay đang đứng cạnh nhau luôn. Có thể thấy là dạo gần đây anh Mười Tài của chúng ta đã thi đấu rất là cố gắng và trở thành ông già gân ở ông già gân. Chắc vậy, hiện tại giờ là chắc già nhì đoàn đua. Có anh Thông thì anh đang 35 tuổi, Tài thì 33 tuổi. Dạ, đó, ngày hôm qua em cũng có phỏng vấn anh Thông rồi. Và chúng ta thấy được là ở những cura mà có độ tuổi nó lớn hơn so với những anh em khác á, thì em thấy được điều duy nhất đầu tiên á, đó sẽ là cái sự cố gắng rất mãnh liệt. Bởi vì cái độ tuổi này mình cũng không phải là một cái sức khỏe nó tốt nhất như là cái thời mà hồi xưa, cách đây 10 năm đúng không anh Tài? Cái độ tuổi của Tài bây giờ cái độ hồi phục sẽ không bằng vận động viên trẻ, nên là Tài phải canh phong độ và cách tập luyện và ăn uống phải khác hết tất cả các vận động viên khác. Hầu như là Tài tự tập là nhiều. Anh có thể chia sẻ một chút xíu là hồi nãy cái cảm giác của mình lúc nào khi mà mình về ở được cái hạng 2 trận mình xé luôn cái áo vàng? Khi mà đưa ra một mục tiêu của Tài là cố gắng sẽ giành nhất trận hôm nay, nhưng mà bạn tôi viên có cái nước rút rất tốt, nay em nó trẻ hơn và có sức mạnh tốt hơn. Thôi dù sao ngày hôm nay hạng nhì mà xé được áo vàng đã là một cái thành công mà em nghĩ là rất là lớn rồi, và hy vọng là anh Người Tài của chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững cái phong độ này để có thể hoàn thành tốt những cái trận đua tiếp theo của mình nữa. Và mọi người khán giả cũng có comment ở dưới là kêu anh Người Tài cười nhiều lên như mình ơi, tại anh Người Tài cười đẹp lắm. Rồi chú Giang lên nhận thưởng vui vẻ thì hôm nay về vui vẻ một chút, ăn mừng vui vẻ chút nha. Okay. Dạ bye bye.
Và vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của các vận động viên rồi. Không biết mọi người nghĩ như thế nào và ngày hôm nay của mọi người ra sao thì hãy comment thật là nhiều với bên dưới. Bên cạnh đó là hãy cho Như Bình thêm thật là nhiều những cái câu hỏi mà mọi người muốn được lắng nghe nè. Rồi sẽ phỏng vấn ai thì mọi người cứ tương tác ở phía bên dưới nhé. Như Bình sẽ đọc hết đó nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi series vận động viên nói gì. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.